Long Thể Thao xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn khán giả thân mến nha. Như vậy là giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2024 cũng đã chính thức khép lại với những trận đấu trong ngày thi đấu cuối cùng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật lại kết quả của ngày thi đấu cuối cùng cũng như là các danh hiệu cá nhân trong giải thưởng ngày hôm nay nha. Và trước khi đến với những thông tin chi tiết thì em Long Thể Thao cũng rất mong tất cả các bạn hãy để lại cho em Long Thể Thao một nút like cũng như một nút đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất chi là nhiều. Như vậy trong trận đấu mang tính chất thủ tục, câu lạc bộ Vietinbank đã chắc suất trụ hạng nên thi đấu có phần hời hợt, và câu lạc bộ Quảng Ninh đã thi đấu rất là cố gắng và công hiến và đã có chiến thắng với tỷ số 3-1. Tỷ số các set chung cuộc là 25-21, 21-25, 25-19 và 25-21. Qua đó có chiến thắng chung cuộc là 3-1. Tuy nhiên với chiến thắng này thì câu lạc bộ Quảng Ninh cũng phải đành ngậm ngùi chia tay giải đấu bóng chuyền nữ vô địch quốc gia và xuống thi đấu ở hạng A. Trận thi đấu thứ hai đó chính là trận đấu giữa hai câu lạc bộ Thái Bình và Hà Nội. Với tính chất cũng đã phân định rõ ràng thì câu lạc bộ Thái Bình cũng đã có chiến thắng rất dễ dàng trước câu lạc bộ Hà Nội với tỷ số các set lần lượt như sau: 27-25, 25-16, 26-24. Qua đó thì câu lạc bộ Thái Bình cũng đã có chiến thắng chung cuộc là 3-0. Với chiến thắng này thì Thái Bình đã trụ hạng thành công và câu lạc bộ Hà Nội cùng với câu lạc bộ Quảng Ninh sẽ phải xuống chơi ở sân chơi hạng A. Và trận chung kết có lẽ là trận đấu được chờ đợi nhất trong buổi tối ngày hôm nay, đó là trận đấu giữa hai câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An với câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Đúng như một tính chất của trận chung kết khi đã được dự báo từ trước sẽ là một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Và câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An cũng đã thể hiện một sức mạnh ghê gớm của mình khi đã có chiến thắng tỷ số các set lần lượt như sau: 25-15, 13-25, 25-20, 25-19. Qua đó thì câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An đã có chiến thắng 3-1 trước câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Qua đó, câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An cũng đã lên ngôi vô địch. Ngay bây giờ sẽ là lễ công bố các giải thưởng cá nhân cũng như xếp hạng các đội cụ thể như sau. Về giải thưởng cá nhân, giải thưởng cá nhân như sau. Về vận động viên tấn công hay nhất của giải, đó chính là một vận động viên ngoại binh đến từ Hóa chất Đức Giang. Vận động viên tấn công xuất sắc nhất của giải đấu chính là Chép Chung Ban của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Thứ hai, đó là vận động viên phòng thủ xuất sắc nhất của giải đấu. Có lẽ thì ai cũng đã đoán được đây là ai đấy đúng không? Vận động viên phòng thủ xuất sắc nhất của giải đấu đó chính là Libero Nguyễn Khánh Đang đến từ VTV Bình Điền Long An. Và cuối cùng đó chính là vận động viên truyền hai xuất sắc nhất. Đối với vận động viên truyền hai xuất sắc nhất đã gọi tên, gọi ra cái tên các bạn cùng chờ xem. Vận động viên truyền hai xuất sắc nhất đó chính là Võ Thị Kim Thoa đến từ VTV Bình Điền Long An. Đó là những giải thưởng cá nhân. Và ngay sau đây sẽ là thứ tự xếp hạng của các đội bóng sau giải này như sau. Câu lạc bộ xếp ở vị trí thứ 3 đó chính là câu lạc bộ Elribank Ninh Bình. Như vậy là tập thể Elribank Ninh Bình đã kết thúc giải đấu này với vị trí thứ 3 chung cuộc. Xếp ở vị trí thứ 2 chúng ta gọi tên đó chính là câu lạc bộ gì nhỉ? Câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã xếp ở vị trí thứ 2. Và chúng ta xin chúc mừng và xin chào đón đến nhà vô địch của giải bóng chuyền nữ VTV của giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2024 gọi tên VTV Bình Điền Long An. Chúc mừng các cô gái đến từ Long An đã vô địch giải đấu bóng chuyền nữ quốc gia 2024. Xin chúc mừng tất cả những người hâm mộ bóng chuyền nữ Long An. Còn các bạn nghĩ sao về các giải thưởng cá nhân? Liệu rằng các giải thưởng cá nhân trao như vậy đã công bằng hay chưa? Chúng tôi đang rất cần những cái ý kiến nhận xét của tất cả các bạn khán giả. Còn bây giờ, Long Thể Thao cũng xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn nhé. Xin được hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn ở những video lần sau.
Thân ái, xin chào và đừng quên để lại cho em Long Thể Thao một nút like cũng như một đăng ký kênh để chúng ta chuẩn bị cập nhật những giải đấu liên quan đến bóng chuyền quốc tế trong nước cũng như là khu vực. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn lắng nghe, luôn luôn đồng hành cùng với mình trong suốt giải đấu vừa qua.